Hoàng đế Minh Mệnh có phải Nero của Việt Nam? Nói tới Hoàng đế Minh Mệnh, một số nhà truyền giáo và sử gia phương Tây gọi ông là Bạo Chúa, Nero của Việt Nam do những biện pháp cấm đạo nghiêm khắc lúc bấy giờ. Ít ai biết, ông là vị hoàng đế luôn trăn trở vì dân và các văn bản hành chính của triều đình lúc bấy giờ cũng phần nào cho thấy điều này. Trong suốt thời gian trị vì, Hoàng đế Minh Mệnh đã thể hiện quan điểm thân dân và thực thi nhiều chính sách an dân. Làm thế nào để dân no ấm, sống yên ổn luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của nhà vua. Qua châu bản triều Nguyễn, chúng ta sẽ thấy rõ nỗi niềm trăn trở của hoàng đế đối với chúng dân, cùng những chính sách đối phó thiên tai, nghiêm trị nhân tai, vỗ về dân chúng.